Xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi nhận được một cái tin nhắn của một đồng chí em nó chuẩn bị đánh thuê tàu Trung Quốc và đang lo về hệ thống máy chưng cất chưa nắm được, thì tôi làm cái video định là khi nào chạy biển tôi sẽ làm thực tế để quay video, nhưng mà hôm nay tôi chỉ hướng dẫn thôi. Thì có gì thì anh em nào thích nữa thì tham khảo những video sau. Ở đây trước mắt thì tôi hướng dẫn những cái trên cái sơ đồ sơ qua. Cái đây là cái hãng của cái máy chưng cất, đây hãng Sasakura model K25. Cái này trên trường lớp thì thầy cũng dạy nhiều rồi, nhưng mà tôi nói qua để kể qua cái sơ đồ cái để xuống này, dưới đi để tôi trình bày cho và nó dễ hiểu. Và đầu tiên là ta nói để nó một cái máy chưng cất là ít nhất là phải có cái đường nước biển, có qua cái ejector để tạo một cái chân không cho cái máy chưng cất có nước biển vào và ra. Khi đã tạo chân không xong đi ra và đi ra overboard, đấy là một. Và cái thứ hai là phải có đường nước hâm, đấy nước này, nước hâm này là đường nước nóng từ đường hâm vào đi vào trong này, có cái ruột gà trong cái hâm ở trong cái bầu này để lấy nhiệt, để hâm cái nước để cho nước bay hôi sôi à, nhiệt độ từ trước như thầy dạy thì là 48-53, nhưng mà thực tế khai thác là có thể là chúng ta cái giải hoạt động có thể là ra rộng hơn. Nhưng đối với cái tàu này thì tôi thấy nó ghi ở trong ấy là không được lớn hơn 55 độ. Và thứ ba là cái đường tôi muốn nói đến là cái đường phải có cái đường hóa chất. Đấy. Cái có cái của cái bơm hóa chất nó sẽ cấp, đây là cái bơm này. Đấy, nó sẽ cấp vào để giảm thiểu cái quá trình đóng cốc cặn ở trong cái bầu hâm này. Và tiếp theo nữa là một cái đường hút nước sau khi đã chưng cất ra bay và đi ra. Đấy, và bơm vào két fresh water tank. Và nữa nó là một trang bị một cái hệ thống cảm biến nồng độ muối. Đây, hệ thống cảm biến nồng độ muối sẽ được trang bị ở trên đường ra của cái bơm distin này, cái bơm nước ngọt ra đấy. Đó. Và tiếp nữa là để nói đến cái nước biển mà người ta cấp vào để đun sôi nước bay hơi đấy, để lấy nước ngọt đấy, thì nó sẽ được trích một đường ở trên cái đường ra của cái ejector này. Đấy, đây đường ra của cái ejector đây này, nó làm mát là nó quấn lại trong cái cu nơ, nó chạy một vòng, nó chạy lên đây nó có cái ruột gà đây. Đấy, xong đi vào đây, nghĩa là mục đích của nó quấn lại trong đây một vòng nữa là để nó lấy thêm nhiệt, để nó làm mát cho cái hơi, nó làm mát cho cái hơi nước ở trong cái ngưng tụ lại thành nước ngọt bay ra ngoài. Và mục và thêm nữa là nó nhận cái nhiệt của cái hơi nước đó, nó quay vào đây, nó sẽ quay lại vào trong cái két để bay hơi này, thì lúc đấy nó đã nhận thêm nhiệt rồi, nó ấm lên rồi, thì vào đây thì nó sẽ nhanh bay hơi, nó đỡ mất nhiệt của cái khung này, nó sẽ nhanh sôi hơn. Đấy, người ta tận dụng như thế. Và để mà bắt đầu chạy bơm thì ta tiến hành như sau. Chạy hệ thống này ta tiến hành nhất là đi qua cái bơm đây, bơm ejector của tôi đây. Đấy, đi vào đây. Nó sẽ đi qua cái thằng ejector này. Đi qua vào đây. Đi qua cái ruột gà để làm cái làm mát cái ngưng tụ này ở cái condenser đây, trên này là cái condenser ngưng tụ cái hơi nước này. Xong là nó đi ra đây. Nó đi ra overboard. Đấy, thì trên đường đi của nó thì nó đã trích một phần đường quay lại để làm vào cái phần này, vào phần quay lại vào cái phần ống ngưng này, còn là qua phần ruột gà này để quay vào, quay lại để cấp vào cái bầu quay hơi này, đấy, cấp nước vào để đun ở trong cái bầu quay hơi này. Đấy, và tiếp theo nữa là trên cái đường đi của nó, của cái thằng ejector thì nó trên cái đường hút của ejector này thì nó sẽ hút hai đường, hút một chỗ ở đây. Đấy, và một chỗ trên đỉnh của cái cooler. Đấy, thì hút ở chỗ này thì có nghĩa là khi mà nước biển ở trong đây vào trong đây bay hơi, được cái heater nó truyền nhiệt và bay hơi lên thì những cái thành phần muối trên này, nó có một cái nắp hình cầu vồng như này này,
hình tròn nhưng mà nó là cầu vồng này, nên là những cái chỉ có hơi bắt đầu mới quẩn lượn ra đây này, lượn ra đây đi lên này đấy, còn lại những cái hạt nước hoặc hạt muối nó bắn tung lên đây, nó cũng thể sôi to bắn tung lên đây xong lại rơi xuống. Rơi xuống thì những thằng nào mà yếu thì cái vành này này người ta làm to hơn miệng của cái bầu sôi này một tí, để thằng nào mà nước muối nó bắn xuống là rơi đây là được cái ông ở ngoài này, ông ejector này ông hút ra bơm ra ngoài đấy, còn chỉ cho phép hơi bay lên. Xong hơi bay lên lên đây người ta cũng có một cái dàn lưới sắt nữa, dàn lưới sắt nó như kiểu cái dạng phi nọc ấy, để chặn hết những cái hạt muối. Một lần nữa chỉ cho hơi đi lên thôi, hơi đi lên đây đi ngưng tụ lại thì được trao đổi nhiệt với cái thằng nước ở đây, nó ngưng tụ lại sẽ được bực được cái thằng bơm distin này bơm ra ngoài đấy, bơm distin này bơm ra ngoài. Và khi cái bơm distin này bơm ra ngoài nó qua một cái cảm biến nồng độ muối ở đây, nếu mà quá cái mức độ của người ta quy định thì nó sẽ mở cái van điện tử hình chữ S này đấy, và cho cái quay lại cho vào đây lại cho nấu lại lần nữa, đun lại nữa như nấu rượu lần hai đấy nhá. Còn lại khi đạt tiêu chuẩn rồi thì nó sẽ mở cái đóng cái van này lại và mở van này cho đóng cái van này lại thì cho phép nó chạy ở đây, thì cái van này là van bằng tay, nhưng khi nó chỉ điều chỉnh cái van này thôi, khi điều chỉnh cái van này thì ngay lập tức thì thằng nó sẽ không không cấp nước qua thằng này nữa, mà vì trong đây là chân không nó sẽ hút ngược lại vào đây đấy. Rồi tiếp theo nữa là tôi nói về cái chích cái đường nước đây để điều chỉnh cái đường nước về để cấp vào bay hơi, cấp vào để đun sôi đó. Thì cái này chúng ta phải điều chỉnh cái áp lực nước đường ra của cái thằng ejector sau khi đi ra để ông robot điều chỉnh cái van này để làm sao duy trì được cái mức nước để cấp vào cái thằng duy trì áp lực để cấp nước vào cái thằng bay hơi này. Đấy, phải đủ cái lượng nước bay vào đây. Đấy, vào đây và cho vào bay hơi. Và trên cái đường đi cấp vào đấy thì nó sẽ được trích một đường từ cái bơm hóa chất bơm vào. Cái bơm hóa chất này thì chúng ta có thể đặt được nó là cái tần số là chu kỳ là bao nhiêu bơm một 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 phút và hành trình của bơm. Và tiếp theo nữa là tôi muốn nói về cái điều chỉnh cái van chân không này. Đấy. Đây là cái van hút chân không này. Cái van đây là cái van này van flap này. Nó là cái dạng gập gập này thôi. Van một chiều. Và đây là cái van này để điều chỉnh cái vai cơm ở cái bầu ngưng này. Mục đích như cái van điều chỉnh vai cơm này là muốn là điều đóng mở làm sao cho nó hợp lý để điều chỉnh sao cho luôn luôn có xu thế hút lên để cho tạo điều kiện thúc đẩy cho thằng hơi này bay lên thuận tiện nhất. Đấy, thằng hơi đây bay lên thuận tiện nhất và lên đây gặp ngưng tụ cái thì nó được đi ra ngoài. Chúng ta điều chỉnh không hợp lý khi mà áp suất chân không ở đây, áp suất chân không ở đây và ở dưới này bằng nhau thì có nghĩa là nó cứ luẩn quẩn ở trong đây thì vô tình nhân làm mất cái chân không của bầu ngưng của cái máy chân cất này, thì nó không ngưng tụ được hơi nước bay ra ngoài, nó lúc này nhiệt độ của bầu thì lại tăng lên mà nước lại không ra. Đấy, nhưng mà chúng ta phải để ý cái van này ta điều chỉnh. Và cái van này nó là cái van flap nhưng mà nó thỉnh thoảng nó tích tàu này nó hay bị kẹt, nên chúng tôi phải để ý là khi mà nó có hiện tượng mà tăng áp suất bầu ở trong 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 cái cell này nó lớn nên là mà không thấy nước ra đấy và chân không cũng bị mất, thì chúng ta có thể cũng thể do một trong những nguyên nhân này. Đây giờ xuống đây, thực tế cái máy chân cất của tôi đây. Để mà chạy đầu tiên để chạy lên thì chúng ta phải kiểm tra cái van cái này. Chúng ta phải kiểm tra cái van brake vacuum này. Cái van này sẽ được mở ra khi mà đã tốt máy ấy, là phải mở nó ra để phá cái chân không ra. Đây là trước phá mất chưa hết có một chân không rồi. Đấy, đầu tiên là chúng ta đóng cái van chân hút chân không rồi này. Và ta mở cái van robot này nha. Và đi xuống mở thứ hai cái van
quát của và hút của cái bàn ejector. Đây là cái bơm ejector, nó sẽ hút nước biển từ xi chết kia. Nó có van hút kìa, mở van hút kia là một, mở van đẩy này thứ hai, và nó đi lên, nó đi lên đi vào máy cho cất, xong nó đi đi qua một cái van nữa vừa tôi bảo mở trên đấy, xong cái đó và nó xuống đây đi ra nồi bót, mở van nồi bót, đây van nồi bót đã mở rồi. Toàn bộ van của thằng ejector đã được ejector pump đã được mở, và bây giờ chúng ta sẽ start bơm. Ấn start. Sau khi ấn start, chúng ta chờ cho đồng hồ chân không của cái cell này. Đây là như đồng hồ chân không của chúng tôi khi mà chạy được nó đạt tầm tầm khoảng âm 0.09. Khi nó về đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu điều chỉnh cái van này, cái van overboard của cái thằng ejector này. Điều chỉnh cái van này làm sao cho cái áp lực nước nó cấp 6 lạng. Đấy, áp lực nước cấp vào này. Điều chỉnh cái van này để cho nước cấp vào trong bầu bay hơi này để đun sôi bay hơi lên. Và cái đường ejector tôi nói đây, bơm ejector ở van dưới này đi qua một van đẩy này, xong đi lên đây này, đi lên đây vào trong sinh han này. Và trong cái cooler này thì cooler nó được để làm mát trao nhiệt cho là lấy nhiệt của cái thằng hơi để làm ngưng tụ ra nước ngọt, sau nó đi ra đây đi ra. Và trên cái đường đây, cái trong đây nó sẽ chích một đường, nó lại quay ngược lại đấy để trao nhiệt nhiệt này nữa để đi ra đây và đi đường vào này. Và cái đường nước này là vào để đun sôi để bay hơi này, để đun ra nước ngọt từ cái nước này đây. Đấy. Và khi mà đã điều chỉnh nước vào ok rồi, chúng ta đã bắt đầu mở dần cái van ra của cái van vào và ra của cái thằng nước của máy chính. Cái van vào van ra. Và ta điều và vừa điều chỉnh vừa theo dõi khi mà đã mở phun hai cái van này ra rồi, van vào van ra rồi, và nhiệt theo đó nhiệt độ bầu, nếu nhiệt độ bầu không đạt thì chúng ta tiếp tục thao tác tiếp theo là đóng cái van này lại. Cái van này là cái van trung gian để ngăn không cho để ép cho thằng nước máy chính nó phải đi qua máy chân cất, phải cho đi qua máy chân cất trước khi đi qua sinh hàn nước ngọt của máy chính. Đây anh em nhìn nhá. Đấy. Bình thường là nó đi ra thế này, đi vào sinh hàn. Nhưng bây giờ tôi đóng thế này này, ép nó phải đi qua đây, đi vào máy chân cất, nó đi ra. Đấy. Và ta sẽ theo dõi nhiệt độ bầu, nhiệt độ bầu hơi và nhiệt độ bầu đây. Nhiệt độ không cho nó quá 55 độ, nhưng mà tầm khoảng nó lên tầm khoảng 40 độ là bắt đầu là có nước bay, nước ngưng tụ ra rồi. Và chúng ta nhìn trong cái kính này làm sao nước ở trong nó hơi bắn lên, nó có độ sôi nó bắn lên là nghĩa là nước nó ra đó. Và tiếp theo là nhìn cái kính này, kính này của tôi nay hơi bị đục nên là nhìn kính này nó có nước, khi nào kính nó đã phun nước rồi thì chúng ta tiến hành mở cái van để cấp nước ngọt ra để tới két này. Mở cái van này ra và bắt đầu là sẵn sàng rồi. Bắt đầu bây giờ chúng ta ở quyền cái bước này, nó nghĩa là phải làm trước này cái bơm hóa chất này. Bơm hóa chất này chúng ta chỉ ấn mỗi cái nút nguồn này phát là tự nó chạy. Trước đó thì đã phải kiểm tra cái két này nó phải được điền đầy về nước và hóa chất và pha đúng cái tỷ lệ. Đây nó có cái van nước ngọt để cất nước vào đây, đổ hóa chất vào bơm đầy bình nào, bắt đầu là để sẵn sàng chạy. Rồi xong, hóa chất xong, chân không xong, hâm xong, bắt đầu là chúng ta mở cái van ra này. Đấy. Và tiếp theo là chúng ta chạy cái bơm piston này, ấn chạy cái bơm piston này.
xong cái bơm đó ta mới bắt đầu mở từ từ cái van này ra, cái van đẩy của bơm này. Vì đây nó là bơm mi tâm nên là chúng ta đóng van đẩy vào chạy một tí cũng không vấn đề gì cả. Mở từ từ ra, chúng ta mở trước ra có thể là bị e bơm. Mở từ từ ra điều chỉnh luôn luôn là có áp lực không để bơm nó hút bị e. Mở quá là hết nước, cái là hết nước rồi cái đường ra cái là bắt đầu nó bơm bị e, bắt đầu nó e ngược lại là chết rồi. Lúc đầu chạy độ muối nó cao, nó cái cảm biến nồng độ muối cao là nó sẽ tự động mở cái van điện từ này cho hút ngược lại để bay hơi ngược lại lấu lại lần nữa, trên cất lại lần nữa. Còn nếu lần muối đạt yêu cầu thì nó sẽ đi ra đây qua phonometer và đi ra van đi vào két. Đây là cái cảm biến đưa lên cái sanitary indicator này. Để trước khi chạy cái bơm nước distin ra thì ta phải ấn nguồn này, ấn power on này, xong ấn alarm cắt off này, thì lúc đó nó chỉ hiển thị giá trị của ấy thôi và nó vẫn cứ làm việc bảo vệ ở cái van ba ngã này nhưng mà nó không alarm đấy. Và khi nào mà mọi thứ nó ok rồi ta bắt đầu mới ấn alarm cắt off, ấn lại lần nữa thì nó sẽ báo động khi mà nhiệt độ muối quá. Đây là cái van này điều chỉnh chân không đây. Đấy. Để cái ejector này nó có hai đường hút ra. Một nó hút ra ở đáy cái phía đỉnh của cái bầu sôi này. Đấy. Còn một đường nữa hút ra ở chỗ sinh hàn. Cái cooler đây. Cái van này để điều chỉnh vai cơm đây. Ở trong này nó có cái van một chiều. Nó hay bị kẹt cái van này là nó sẽ không hút được cái không tạo được chân không ở đây thì là hơi nó không bay được lên, không ngưng tụ được là không ra nước. Nên là nếu mà có hiện tượng đó thì kiểm tra cái van này, tháo ra kiểm tra dùng tơ vít gãy lên van xong.